Hoàng thượng, Thái đại nhân thì là quá đáng. Ý mình quyền cao tứ trọng, làm điều trái phép, viện cớ là tìm kiếm khâm phạm, xong đại và bà Tu Viên gây náo loạn, cản trở từ trong môn của chúng tôi luyện thần châm, còn quấy nhiễu thần và tướng công của thần nữa. Hả? Lúc đó thần đưa ra nghệ thiết kiện bài của hoàng thượng, nhưng Thái đại nhân bỏ mặt không nhìn tới. Thật ra ông ta đã không tôn trọng hoàng thượng chút nào. Hoàng thượng, xin anh bắt ông đi. Thái khanh gia. Hoàng thượng, thần biết được Hứa Xuyên Nhược cùng với gia các chính ngã tình nghĩa huynh đệ. Gia các chánh ngã bị mất tích, có lẽ được qua trữ ở Bạch Tô Viên, cho nên thần đem người đến điều tra cho rõ. Vậy khanh điều tra được gì? Hoàng thượng, thuộc hạ của thần Hoàng Vệ Quang, Phù Trung Thư, đã từng gặp qua gia các chánh ngã ở trong Bạch Tô Viên, từng giao đấu với hắn, vậy còn bị hắn đánh trọng thương. Có thiệt vậy không? Bẩm hoàng thượng, chuyện này hoàn toàn có thật, di thần không dám lừa gạt hoàng thượng. Phù Trung Thư, nếu như khanh đang bị thương, vậy khanh hãy lui về trước. Tạ ơn hoàng thượng. Phú Nghiên Linh Phụng, trẫm hiểu được khanh xuất giá tòng phu, đích thực có điều khó xử. Nhưng gia các chánh ngã là khâm phạm của triều đình, chắc khanh cũng nên rộng lượng một chút, nên khuyên tướng công của mình giao ra Hứa Xuyên Nhược mới đúng. Phú Nghiên Linh Phụng, khanh biết lỗi chưa? Hoàng thượng, thần biết được cô ấy tuổi trẻ không biết chuyện, nhưng nếu như chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nói hoàng thượng để mặc cho phu nhân Linh Phụng náo loạn triều can và được trọng dụng, e rằng người ở trong thiên hạ sẽ chê cười hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh, đâu có gì che chở cho ai mà thưởng phạt bất minh chứ. Đúng vậy, trẫm đương nhiên là công bằng với mọi người. Nếu như Phú Nghiên Linh Phụng cũng có lỗi, đương nhiên cũng sẽ bị phạt. Hoàng thượng xin đừng làm vậy. Hoàng thượng, trăm sai ngàn lỗi cũng là lỗi của tiểu nhân, không liên quan tới chức nữ. Bạch Tô Viên là nhà của Thảo Dân, và các chánh ngã là sư đệ của Thảo Dân, cho nên qua trữ khâm phạm là Thảo Dân, không liên quan tới ai hết. Xin hoàng thượng giáng tội Thảo Dân. Đúng, Hứa Xuyên Nhất đã nhận tội, xin hoàng thượng minh giám. Xin hoàng thượng ra lệnh bắt giam để trừng trị. Được. Theo như trẫm thấy, Phú Nghiên Linh Phụng vì bị phu quân liên lụy. Người đâu, bắt Hứa Siêu Nhất giam vào thiên lao, từ từ sẽ điều tra chân tướng. Khoan đã, hoàng thượng, một khi lấy chồng thì phải theo chồng, nếu như bắt giam tướng công của thần, xin hãy bắt luôn thần đi. Vậy thì không được. Xin hoàng thượng hãy nhận sự thỉnh cầu của Linh Phụng. Hứa Siêu Nhất là thường dân, phạm tội thì đương nhiên phải giam vào thiên lao, nhưng thân phận của Phú Nghiên Linh Phụng khanh vậy thì khác. Ê, hoàng thượng, thần trả lại người thiết kim bài, bây giờ đã là thường dân, có thể giam thần tướng công vào thiên lao. Vậy cũng tốt, tối thiểu có một cái giường khá như vậy. Nương tử, tại sao lại khờ dại như vậy? Em là hậu nhân của Phú Nghiên gia, cho dù phạm tội cũng đâu cần phải ngồi trong thiên lao, tại sao cứ đòi theo anh vô đây? Nếu như không có em thì anh đã phải nằm giường cỏ rồi, cũng là nhờ em mới có được sự đối đãi tốt. Anh không muốn liên lụy tới em? Không đâu, đáng lý là em cũng có phần, nhưng tại anh nói trước mặt của hoàng thượng dành hết tội lỗi thôi. Chánh ngã là sư đệ của anh vì đó chịu khổ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, em và nó không quan hệ gì hết. Em đã vì anh mà chịu khổ như vậy, anh có khổ gì? Lúc trước bên ngoài anh thường tới thần hầu phủ, mỗi ngày em đều mang về nhà, giờ còn khổ hơn. Bây giờ thì vui biết mấy, ở chỗ này yên tĩnh như vậy, em có thể cùng anh đối diện với nhau, em đã vui lắm rồi. Nương tử, sao tay của em lạnh vậy?
Gì à? Có đợi hay không? Nương tử, xin lỗi em, anh từng làm ra những chuyện đã khiến cho em giận, là lỗi của anh. Có tha thứ cho anh không đi? Đại nhân quả nhiên thần cơ diệu đoán. Tôi điều tra được tại sao Thái Kinh lại quá khẩn trương muốn bắt cho được đại nhân. Thật ra hắn có âm mưu khác. Chúng tôi điều tra được Thái Kinh và mặt sứ Kim Nhân Nguyên Nhân Quân đã bí mật gặp nhau ở trong Xuân Phong Yến Nhi Lầu. Thật không ngoài dự đoán của tôi, đúng là có liên hệ với người Kim. Mễ Công Công cũng có mặt ở trong buổi tiệc. Mễ Công Công cũng có mặt? Chúng tôi còn điều tra được Mễ Công Công đã bí mật giấu một phụ nữ ở trong cung, nhưng bây giờ người đó không có ở trong phủ của Công Công. Có lẽ Thái Kinh đã cho người bắt đi nơi khác. Tự tiện đem người vào cung thì đã phạm tội tày trời. Như vậy Mễ Công Công bị Thái Kinh nắm lấy chỗ yếu. Vậy có nghĩa là Thái Kinh với người Kim nhất định có một âm mưu rất là trọng đại, nên uy hiếp Mễ Công Công hợp tác với hắn. Hơn nữa hắn tróc nã đại sư huynh Trịnh Tiểu Thơ, vì muốn ép tôi ra mặt để hắn bắt thôi. Đại nhân, vậy chúng ta nên làm sao? Nếu như Thái Kinh muốn tôi ra mặt thì tôi cũng không phụ lòng của hắn đâu. Tôi nhất định phải đi cứu người. Nhưng mà thanh y cư sĩ cùng với Phụng Nhi Tiểu Thơ đang ở Thiên Lao, nếu muốn cứu người nhất định phải cẩn thận. Không cần bố trí phô trương. Truy mệnh, hãy giúp tôi thông báo với Thái Kinh, giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ đến cướp ngục cứu người. Có phải mình đang nằm mơ hay không? Nương tử, tại sao lại tự nhớ mình như vậy? Không phải, em sợ đêm qua chỉ là nằm mơ nên em tự nhớ mình có đau hay không. Đồ khờ, em muốn biết mình có phải nằm mơ hay không. Nè, thì nhớ về mặt của anh, anh sẽ nói cho em biết. Em thấy thì là vui. Anh có vui không? Anh cũng rất vui. Dù có phải ở đây suốt đời, em cũng không ngại. Làm nguyên ương còn hơn là thần tiên. Có bỏ hai vị ở Thiên Lao cũng thiệt là vui vẻ chứ. Các người tới làm gì? Thấy các người vui vẻ như vậy, ta có một tin tốt muốn nói cho các người biết. Gia các chính ngã đã phái người đem thơ tới, nói rằng giờ ngọ hôm nay sẽ đến cứu người. Còn hy vọng bổn tướng đừng có gây thương hại cho hai người. Hai người làm gì? Về các chánh ngã nghĩa là khâm phạm của triều đình, người tới đây làm gì? Mễ Công Công, gia các chánh ngã có điều khẩn cầu. Bây giờ tôi đây là người mang trọng tội, không thể ra vào tự do. Tôi muốn nhờ Công Công đưa tôi vào cung một lần, hơn nữa đứng trước mặt hoàng thượng để làm người chứng. Tùy tiện đem người nhập cung đã phạm tội tày trời rồi. Gia các chánh ngã, người thì gan to bằng trời. Thái Kinh cấu kết quân Kim thông quan bán nước, tôi biết Công Công cũng có một phần tham dự. Ta không biết người nói cái gì. Tôi muốn lần này đứng trước mặt của hoàng thượng, lột trần âm mưu của Thái Kinh, để gian kế của hắn bất thành, và cũng đòi lại sự trong sạch cho tôi. Nếu Công Công giúp tôi được chuyện này, và các chánh ngã nhất định sẽ báo đáp trọng hậu. Người nói như vậy là ý gì? Tưởng có một ít tiêu lợi như vậy thì muốn ta giúp người? Giúp tôi có nghĩa là giúp cho Công Công. Mấy Công Công, hồi đầu vẫn còn kịp. Người muốn uy hiếp ta? Tôi không phải muốn uy hiếp ông,
Tôi không muốn nhìn thấy ông bị người khác uy hiếp. Lão già, em không sao chứ? Đừng sợ, đừng sợ. Các người tướng gia, bên trong và bên ngoài đều bố trí người của mình. Nếu gia các chánh ngã gì xuất hiện, có cánh cũng bay không thoát. Giờ đã quá giờ ngọ, tin rằng gia các chánh ngã không bao lâu sẽ xuất hiện. Đã quá giờ ngọ vẫn chưa xuất hiện, không lẽ có gian kế? Ý của tướng gia là gia các chánh ngã không phải là người đơn giản. Hắn không ngu đến nỗi phải đưa dê vào miệng cọp. Cho dù nóng lòng muốn cứu người cũng sẽ không quá lỗ mãn. Tướng gia, tướng gia, lần này xảy ra chuyện lớn. Người nữ giấu trong thư phòng đã bị lãnh quyết và truy mệnh cứu đi. Cái gì? Thê tử của Mễ Công Công đã bị gia cát chánh ngã cứu đi? Dạ phải. Đã trúng cái điệu hổ ly sơn của gia cát chánh ngã, hắn kêu chúng ta an bài nhân thủ ở đây là để chúng ta sơ ý đề phòng, tiện cho hắn cứu người. Hắn muốn để cho Mễ Công Công chỉ chân bổn tướng. Mễ Công Công thù hận chúng ta uy hiếp hắn, cơ bộ hắn sẽ hợp tác với gia cát chánh ngã. Nếu như ta đoán không lầm, bây giờ hắn đang gặp mặt hoàng thượng. Mễ Công Công biết quá nhiều chuyện của chúng ta. Lỡ như bây giờ có một cách duy nhất là mình tức khắc nhập cung, coi gia các chánh ngã có gì nói với hoàng thượng, rồi thừa cơ hành sự. Lên quyết truy mệnh. Phu Nghiền tiểu thơ, Thanh Y cư sĩ, gia các đại nhân đã xếp đặt xong, chúng ta có thể đi ra. Để nói chánh ngã không làm chuyện khờ dại nữa mà, đã tin chưa? Thật không ngờ trời đã cuối thu, nhưng mà qua trong quê viên vẫn còn nở rộn ràng. Cảnh sắc đẹp như vậy, xin hoàng thượng hãy tận tình ngắm thưởng đi. Các người ra ngoài canh gác, không cho một người nào vô đây quấy nhiễu nhà hứng ngắm hoa của hoàng thượng. Ừ, hôm nay trẫm thì không muốn gặp ai hết, chỉ hy vọng được thưởng ngoạn sắc hoa. Và các chánh ngã tham kiến hoàng thượng. Và các chánh ngã người thì to gan, dám tùy tiện xông vào hoàng cung, còn dám tới gặp trẫm. Xin hoàng thượng bớt giận, và các chánh ngã nhập cung là có chuyện bẩm báo với hoàng thượng. Mễ Công Công thì to gan, người dám phản bội trẫm, thông đồng với khâm phạm hành thích trẫm. Nô tài không dám. Hoàng thượng, xin nghe thần nói một lời. Nếu Mễ Công Công muốn phản bội hoàng thượng thì đã không đưa tôi vào đây. Người thật sự có lòng dạ khó đoán, kẻ có ý phản bội hoàng thượng chính là Thái Kinh. Xin tướng gia dừng bước, Mễ Công Công đã có lệnh, giờ hoàng thượng đang thưởng quà, không có một ai có thể quấy nhiễu. Xin tướng gia hãy chờ. Mễ Công Công đang ở gần hoàng thượng. Dạ phải. Ta là thừa tướng của bốn triệu, có chuyện gấp muốn gặp hoàng thượng, người dám cản trở hay sao? Bẩm tướng gia, nô tài không dám. Nhưng mà chính kim khẩu của hoàng thượng đã từng dặn qua, không có muốn gặp bất cứ ai, bao gồm luôn cả tướng gia. Tướng gia, có lẽ chúng ta đã chậm một bước. Lỡ như Mễ Công Công đã bị gia các chánh ngã thuyết phục, trở lòng để chỉ chứng tướng gia, vậy sẽ là chuyện lớn. Tướng gia, bây giờ phải làm sao? Nếu như không hành động, chúng ta sẽ bị bại. Ta không để cho hắn được đặt ý. Người làm cho ta một việc. Những lời khanh nói khi nãy tất cả là sự thật. Chánh ngã đứng trước hoàng thượng không dám nữa lời gian dối. Chánh ngã âm thầm điều tra được, hắn qua lại thân mật với Ngạc Nhĩ Đa, vì muốn diệt trừ hậu hoạn nên đã tương kế tụ kế giết chết Ngạc Nhĩ Đa và trút tội giết người vu oan cho Hạ Thần. Khanh nói vậy là lâu nay hắn câu kết với người Kim. Đúng vậy, mỗi khi đại quân của chúng ta muốn thảo phạt người Kim thì Thái Kinh đều lên tiếng để ngăn cản, hơn nữa rất nhiều lần đề nghị giảng hòa, mục đích là mưu phản đại Tống, bảo vệ lợi ích của hắn với người Kim. Vậy trẫm dựa vào cái gì tin lời của khanh nói? Mễ Công Công là nhân chứng tốt nhất. Bẩm hoàng thượng, nô tài đích thực là chính mắt nhìn thấy Thái đại nhân đã gặp mặt Nguyên Nhân Quân. Hắn còn lợi dụng người nhà của nô tài uy hiếp nô tài, kêu nô tài vào ngày giảng hòa uy hiếp hoàng thượng. Thiệt là quá đáng. Hoàng thượng bất giận, nô tài ta không muốn nghe lời của Thái đại nhân
phản bội lại hoàng thượng. Cũng may nhờ gia các đại nhân kịp thời cứu người nhà của nô tài mới tránh được tội đồng lõa mà thôi. Hoàng thượng, Thái Kinh có lòng riêng, không chỉ mấy ngày hôm nay. Năm xưa Phu Nghiêm tướng quân bị Du Quan là phản tặc cấu kết với Nhạc Kim, cũng do Thái Kinh đứng sau chủ sự gây nên. Lời của Khanh cùng với Thái Kinh đều trái ngược nhau, chẳng thiệt không biết phải tin vào ai. Hoàng thượng, chánh ngã đã dốc hết tâm trí vì triều đình, ra sức mọc lòng vào vua, dù có chết đi nữa cũng không từ nan. Chánh ngã không phải muốn lập công, chỉ hy vọng hoàng thượng biết phân biệt thị phi, đừng để Sam Thần với Thái Kinh náo loạn triều chánh. Gia Cát Chánh Ngã, ngươi thật là to gan, thân là không phạm của triều đình còn xông vào hoàng cung nói bậy trước mặt của hoàng thượng, ta không để cho ngươi đắc ý. Sao trong áo dầu lại có dầu? Mẹ công công đây đồng mưu với hắn, muốn giết chết hoàng thượng. Hồi giá, Thái Kinh, ngươi thật là gian xảo, giết người diệt khẩu còn ngắm áo phu ngươi. Di thần cứu giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội. Ngươi không cần phải đốc kinh, mẹ công công đã đem tội của ngươi báo với hoàng thượng rồi. Hai ngươi là phản tật, đồng mưu để thị sát hoàng thượng, dèm pha bổn tướng, dù quan trung lương. Ngươi là trung lương, vậy tại sao lâu nay trước mặt hoàng thượng ngươi lại giấu kín võ công của mình? Là tại vì ở trong triều có nhiều loại gian thần như ngươi có ý đồ bất chính với hoàng thượng. Ta giấu giếm võ công của mình là để dùng lúc cần thiết. Hoàng thượng, đừng có nghe hắn ngụy biện. Bổn tướng không ngụy biện, bổn tướng có nhân chứng. Nhân chứng? Đem ra đây. Tham kiến hoàng thượng. Bọn họ lại. Hoàng thượng, người này là thê tử bí mật của Mễ công công. Hãy nhìn vị công công này, có phải là lão gia của người không? Phải. Người khỏi cần phải sợ, có chuyện gì cứ bẩm báo với hoàng thượng. Khai bẩm hoàng thượng, lão gia của thiếp đích thật đã đồng mưu với Gia Cát đại nhân, cấu kết quân Kim, có ý đồ tạo phản. Có phải Thái Kinh đang uy hiếp người buộc phải nói như vậy? Lời lẽ của vị phu nhân này nói đều là sự thật. Người phản bội đại tấu, dù quan bổn tướng trước mặt của hoàng thượng, người biết hoàng thượng sẽ không nghe lời của người, cho nên chủ mưu Mễ công công hành thích hoàng thượng. Hoàng thượng, chánh ngã tuyệt đối không có làm như vậy. Thiệt hay là giả, chấm sẽ tự quyết định. Người đâu, trước hết bắt giam và các chánh ngã. Dạ. Khoan đã, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, nhưng chánh ngã còn việc cần phải bàn. Mạng của chánh ngã sau này nhất định sẽ giao lại để hoàng thượng xử lý. Nội công Sơn Tử Kinh, nhiều đồ ăn như vậy chỉ có phu nhân và đại nhân ăn thôi, có ăn hết hay không? Ngày mai là tiết Đông Chí, đồ ăn phải phong phú một chút. Được rồi, mời đem vô trong. Dạ. Có người đang nhớ Gia Cát Chánh Ngã? Không phải. Không phải? Gia Cát Chánh Ngã đã gây ra chuyện lớn như vậy, đã cướp ngục, còn nói lời làm mất lòng hoàng thượng, làm cho hoàng thượng nổi trận lôi đình. Còn nói là em không đang lo cho hắn. Em đang lo cho chức nữ và thiên nghi đại ca. Bạch Tô Diên đã bị niêm phong, Hòa đang bị truy nã, đôi bên đều quen biết, sao lại không lo? Cái gì cũng tại Gia Cát Chánh Ngã. Từ hắn tắc hoài tắc quái, phạm tội khi vua đã đành rồi, còn làm liên lụy tới đại sư huynh và chức nữ. Suốt ngày tự cho mình là người đại nghĩa, bây giờ cả một người đạm bạc và vô tội như đại sư huynh cũng bị hắn liên lụy, thật là quá đáng. Có thể chính thiên nghi đại ca đã tự nguyện. Gia Cát Chánh Ngã có chuyện, anh làm sao bỏ mặc? Nếu người đó là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy. Thiên nghi đại ca có tấm lòng tốt, anh chỉ hy vọng có thể duy trì tình cảm huynh đệ.
Tham kiến Nguyên tướng quân. Hoàng thượng có việc cần triệu kiến Nguyên tướng quân, mời tướng quân tất khắc nhập cung. Làm phiền từ công công. Nguyên tướng quân cũng có lòng quá ha, đến thăm hoàng thượng hay sao? Nè, là do trẫm triệu Nguyên Khanh gia tới, có việc cần thương lượng. Nguyên Khanh gia, Khanh thân là kháng kim đại tướng quân, kim luôn chức phòng thủ biên quan. Trẫm biết được Khanh rất cực khổ, nhưng mà việc truy nã và cái tính ngã cũng không thể chậm trễ. Mối lo trong ngoài của triều đình từ nay trẫm giao lại cho Khanh giúp trẫm giải quyết. Đa tạ hậu ái của hoàng thượng, thần dù phải xông vào biển lửa nhất định không từ, không phụ lòng sự quý thác của hoàng thượng. Con Nguyên tướng quân ra mặt thì nhất định sẽ bắt được Gia Cát Chính Ngã. Nhưng mà nên nhớ, Gia Cát Chính Ngã là người rất gian xảo. Một khi mà không thể bắt sống hắn được thì nhớ lời của hoàng thượng, nương tay với hắn phải giết chết tận gốc để diệt trừ hậu hoạn. Thái tướng quân nghe cái việc yên tâm, thần sẽ không phụ lòng hoàng thượng quý thác. Được, Nguyên Khanh gia thật sự là đổng lương của triều đình, từ nay trẫm sẽ được yên tâm. Nguyên đại nhân, có gì chỉ giáo thái tướng quân? Nguyên đại nhân, liên quan đến sự kiện truy nã Gia Cát Chính Ngã, nếu mà Nguyên đại nhân có chuyện gì, bổn tướng có thể giúp ngài. Đa tạ thừa tướng quan tâm, chuyện của ta ta sẽ xử lý. Nguyên đại nhân, bổn tướng biết được đại nhân đang luyện Sơn Tử Kinh, võ công đã tiến bộ rất nhiều, bổn tướng rất là an tâm. Nhưng mà đại nhân, ngài nhất định không thể nào sơ ý được, vì bổn tướng biết là võ công của Gia Cát Chính Ngã bây giờ đã có tiến bộ rất nhiều. Tại sao nói vậy? Hôm trước bổn tướng có vào đấu với hắn, phát hiện được nội công trong người của hắn đã có tiến bộ, cho nên Nguyên đại nhân phải hết sức cẩn thận. Không lẽ Gia Cát Chính Ngã đang luyện Sơn Tử Kinh? Đúng ra thì hắn đâu còn lời kinh để luyện nữa. Trước lúc Nguyên đại nhân đã bị tẩu quả nhập ma, đã kêu lệnh phu nhân đi lấy Sơn Tử Kinh. Lúc đó thì Gia Cát Chính Ngã cũng cùng đi chung. Nguyên đại nhân, Gia Cát Chính Ngã đã bỏ mặc tình nghĩa huynh đệ, quấy nhiễu lệnh phu nhân rất nhiều, cướp luôn Sơn Tử Kinh của ngài. Người này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Chân công, anh đi về tới. Hoàng thượng triệu anh gấp, có chuyện gì hay không? Hoàng thượng muốn anh dốc toàn lực bắt Gia Cát Chính Ngã về trị tội. Nếu như bắt không được thì sẽ giết không chừa. Anh định sẽ làm thế nào? Thì bắt anh trở về, còn Thiên Nghi Đại Ca và chức nữ. Gia Cát Chính Ngã khi quân phạm thượng, anh nhận lệnh của hoàng thượng, đương nhiên phải dùng hết sức mình để bắt hắn trở về. Khẩn trương như vậy, không muốn anh bắt được hắn sao? Em không phải là ý này. Nhưng lòng của em nghĩ như vậy. Em không có. Em nghĩ sao cũng không có quan trọng. Anh có trọng trách bên mình, quyết định như thế nào thì chính ở nơi anh. Nhưng em chỉ muốn nhắc với tướng công một câu, không nên bỏ mặc tình huynh đệ đồng môn giữa ba người. Huynh đệ các người đã sống với nhau từ nhỏ tới lớn, em không muốn sau này anh hối hận. Sao đây là quan tâm cho Gia Cát Chính Ngã? Không có. Em thật có quan tâm tới hắn. Hắn đại nghịch bất đạo, hắn khi quân phạm thượng, hắn là một tên khâm phạm. Trong lúc này mà em còn nói tốt cho hắn sao? Em không có. Anh đừng có quá đa nghi. Anh đa nghi à? Ngay cả Sơn Tử Kinh em cũng đã lấy về Gia Cát Chính Ngã. Mới đầu là nói đem Sơn Tử Kinh về đây để trị bệnh tẩu quả nhập ma của anh, thật ra là em lấy cho hắn. Nếu không tại sao lại biết niệm những lời kinh văn đó? Sao hắn luyện được Sơn Tử Kinh hả? Em không có. Em nhất định sẽ trả lời vậy. Anh biết. Nói như trong lòng nghĩ khác, anh thì không. Anh có thể nói chắc chắn với em, dù cho anh phải liều mạng của mình, anh cũng nhất định sẽ bắt Gia Cát Chính Ngã trở về. Xin thần linh phù hộ cho, mong tướng công đừng quá cứng rắn. Hy vọng hai sư huynh đệ họ đừng có tàn sát lẫn nhau. Con không muốn một trong hai người họ có chuyện gì. Nếu muốn phạt, xin cứ phạt con.
chính quân đã hại Gia Cát Đại Ca lưu lạc khắp nơi. Xin phù hộ cho Thiên Y Đại Ca, Gia Cát Đại Ca và chức nữ, cho họ được bình an vô sự, đừng có chuyện gì. Tiểu kiến cô nương. Lưu Bá Báo. Tiểu kiến cô nương, có tin cô hỏi hay không? Không có, chỉ có một bức thư của Gia Cát đại nhân lúc ra đi đã viết vội vã, dặn tôi phải giao lại cho cô. Em biết được ngài hoàng cung khi nói ra chuyện già chết của anh Chánh vì bất đắc dĩ. Anh biết em sẽ cảm thấy hối hận. Em là người trọng tình nghĩa. Nhưng mà đây là sự chọn lựa của anh. Chắc chắn anh không bao giờ hối hận và không trách ai. Em yên tâm đi, và cũng không hy vọng em tự trách. Em yên tâm, anh nhất định sẽ bình an vô sự, và em cũng nên sống vui vẻ. Đêm nay trăng đẹp như vậy, tại sao phải tàn thở? Em chỉ lo cho Lãnh Quyết và Truy Mạnh thôi. Tại sao lâu rồi họ vẫn chưa về? Người mẹ đang lo lắng là Tiểu Kiên. Em chỉ sợ liên lụy tới cổ. Thật ra em không có tư cách để lo cho cổ. Có Thập Tam lo cho cổ, em đã yên tâm. Chỉ cần hai chúng tôi không gặp nhau thì Thập Tam sẽ quên dần chuyện này. Hai người họ sẽ sống vui vẻ với nhau. Điều em cảm thấy bất an là để liên lụy anh và Tiểu Thơ. Anh với em là huynh đệ đồng môn, mình nên đồng sinh cộng tử. Nhưng mà còn chức nữ, đang lý cuộc sống rất là vui vẻ, rất vô tư. Nhưng mà từ ngày lấy anh rồi thì đã không còn được yên ổn nữa. Cậu phải theo chúng ta lưu lạc ở khắp nơi, ngay cả lễ đồng chí thì cũng phải ở mình ở đây, ăn không no mà không ấm. Sư huynh, anh đối với Tiểu Thơ có vẻ khác hẳn. Thật ra anh... Tôi không chính ngã. Hai người ra đây, có cái này cho hai người coi. Nương tử, coi gì? Sao hỏi tức công, em giỏi lắm hay không? Tại sao lại nửa đêm chơi cái trò này? Em không phải chơi, hai người có đại sự phải làm. Còn em là hậu nhân của Phú Nghiên, đương nhiên phải ra sức một phần. Cho nên em đã khổ luyện hàng ba thần châm để đối phó hai tên khốn này. Hai người hãy coi, sau này họ sẽ chết dưới chầm của em, còn hai hình nhân này sẽ là tận kiếp của họ. Em đừng có làm bậy nhờ. Chỉ biết có chuyện gì thì anh và Chánh Ngã lo. Em đừng có làm cái gì hết, đừng nông nổi, đừng lỗ mãn, đừng có tự ý hành sự. Sư huynh, đừng có trách Tiểu Thơ. Cậu có lòng tốt muốn giúp chúng ta thôi. Đại nhân, nhân, có tin tức gì? Chúng ta điều tra nguyên nhân Vương đã lui trở về Kim Quốc. Trước khi về, hắn không có liên lạc với Thái Kinh. Thế lực của Thái Kinh đã bị mất dần. Hơn nữa hoàng thượng không mấy tín nhiệm hắn. Còn nguyên nhân quân thấy gì nội gian trở ứng, hay là hắn lui về Kim Quốc trước, đợi cơ hội để hành động. Nhưng Thái Kinh nhất định sẽ kiếm nguyên nhân quân, không bỏ cuộc nửa chừng. Chỉ chờ họ gặp lại là chúng ta có cơ hội phản kích. Lãnh Quyết, Truy Mạnh, chúng ta tức khắc lên đường theo dõi nguyên nhân quân, coi hắn có đồng tình gì. Dạ đại nhân. Chánh Ngạ, anh cũng đi. Em cũng đi. Sư huynh, hãy ở lại để bảo vệ Tiểu Thơ. Người đông dễ bị phát giác. Bảo trọng. Chuyện gì cũng phải cẩn thận. Thì không hiểu mấy người đàn ông các anh cái gì cũng phải do dự hết, vừa phải theo dõi vừa phải điều tra là sợ có chuyện. Thực ra Thái Kinh chết mới là đáng tội. Một đao chém chết hắn cho xong, vậy là yên chuyện. Nghe anh nói một lần có được không đi? Võ công của Thái Kinh thâm sâu không lường, em không phải đối thủ của hắn. Có thể em chưa ra tay thì đã bị chết rồi. Hàm sống sợ chết. Anh không phải sợ chết, xem có chuyện thôi. Thực ra phù thủy với nhau phải cùng hoạn nạn, cùng sanh cùng tử. Nếu như phải chết, em cũng muốn cùng chết với anh. Tương không mà, ăn đùi gà đi. Anh đối với em tốt như vậy thì em phải lo cho anh mà. Cho nên từ nay việc gì em cũng nghe theo anh. Muốn đối phó với Thái Kinh, em sẽ giúp một tay giết hắn cho xong chuyện. Em nghe lời đi, từ nay đừng có nên lỗ mãn và đừng nông nổi. Em biết rồi. Em đã có nghĩ qua, em quyết định cùng các tỷ muội của thần Châm Môn cùng nhau đối phó Thái Kinh. Tụi em đông người như vậy, dù cho Thái Kinh võ công giỏi tới đâu, song quyền cũng khó mà địch tứ thủ. Em đừng có bao giờ làm như vậy. Chuyện này thì phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có làm liều không tốt đâu. Em cần chi liên lụy tới tỷ muội đồng môn chứ? Anh nói vậy nghĩa là sao?
Không lẽ chỉ có anh chiếc chánh nhỏ mới làm được đại sự? Thần châm môn cả trên lẫn dưới, ai cũng là nhân vật võ lâm nhiệt quyết, tất cả đều ái quốc ái dân. Chỉ cần đại sư tỷ em lên tiếng, họ nhất định sẽ nhận lời. Chức nữ à, nghe lời của anh đi. Tướng công, anh hãy nghe em nói. Anh hãy ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết con gà này đi ha. Còn em sẽ trở về thần châm môn để thương lượng với họ, đợi tin tốt của em. Nè, chức nữ. Đã nghĩ ra cách cản cổ rồi. Chuyện là gì? Bây giờ quốc gia đang lo lắng trong ngoài không được yên. Còn Thái Kinh cái tên đại gian thần này lại thông qua bán quốc cấu kết với người Kim. Nếu như muốn bảo vệ dân sự của Đại Tống, trường hợp thì quá cấp bách, thì phải mưu sát Thái Kinh. Nói đúng lắm. Không trừ Thái Kinh sẽ bị mất nước. Cô mới tập trung lực lượng của mọi người để đi giết Thái Kinh. Được, chúng ta cùng nhau giết Thái Kinh. Vậy là tốt, chỉ cần mình đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ thành công. Tướng công, anh ta đi đúng lúc, mọi người đã đồng ý giết Thái Kinh. Bà, tiểu bối có chuyện muốn nói với bà. Nói. Là thư từ hôn. Con đã suy nghĩ kỹ, con phải từ chức nữ. Người muốn từ hôn? Trong thất điều chức nữ đã phạm điều gì? Có lý do gì để từ hôn? Tướng công làm vậy là sao? Sao cũng được hết. Chỉ biết là anh đã quyết định rồi, anh nhất định phải từ giờ, anh phải đem chuyện này công bố thiên hạ. Tôi không ngờ. Cho nên bắt đầu từ nay, Phú Nghi Linh Phụng không còn là tội phạm nữa. Em không cần phải giết Thái Kinh, bởi vì không liên quan tới em, không liên quan tới thằng Châm Môn. Em đã nghe rõ chưa? Cáo từ. Hứa Sư Nhất, anh đứng lại. Nếu hôm nay không nói rõ với em, anh đừng có mong bỏ đi. Anh đã nói rõ ràng với em rồi, và em cũng đã nghe rõ ràng. Anh muốn đi, mong là em được cản trở anh. Em không hiểu. Em không hiểu tại sao lại từ em. Tình cảm chúng ta thì tốt mà. Chỉ có em nói thôi, tình cảm chúng ta chưa bao giờ tốt hết. Anh với em không xứng với nhau. Sao lại cưới em? Là em ép buộc anh. Anh đâu có phản đối. Lúc hoàn cảnh còn khá thì anh không ngại có thêm một người ở trong Bạch Tô Viên, ăn cơm có thêm một đôi đũa. Nhưng bây giờ anh có nhiều đại sự phải đi làm, anh đâu có thời gian rảnh rỗi đi lo cho đại tiểu thư giống như là em chứ. Em tự biết lo cho mình. Vậy là tốt. Nhưng mà đây là chuyện của em. Em đối với anh chỉ có hai chữ thôi, là phiền phức. Chưa bao giờ được yên ổn. Anh không muốn thấy mặt của em nữa. Nếu anh ghét em như vậy, tại sao lúc ở trong nhà lao thì anh... Anh... Anh cái gì? Nhất thời nông nổi. Anh nói láo. Không có. Anh chưa bao giờ đối tốt với em, em biết mà. Tại sao phải kiên trì đi theo anh chứ? Đó chỉ là chuyện đã qua. Em cảm giác được anh có cảm tình với em. Không có. Anh gạt tất cả mọi người chứ không gạt được em. Anh sẽ liên lụy em chứ gì? Không phải. Anh chưa bao giờ yêu em hết. Chất nữ, Thiên Y cư sĩ, có chuyện gì hãy từ từ nói. Bà tới đúng lúc. Bà tới thì đúng lúc. Bà nói cho chất nữ biết, cái ngày hôm đó bà đã quỳ xuống năn nỉ con cưới chất nữ, con mới cưới cổ thôi. Nếu như không, con thà chết không cưới, có phải không đi? Còn nữa, lúc về tới Bạch Tô Viên, tuy con và chất nữ ở chung một phòng, nhưng đã ngủ riêng hai giường. Như vậy đủ chứng minh con và chất nữ vốn không có cảm tình. Đủ rồi. Anh nói gì cô không tin. Anh có gan thì thề với trời đất, anh chưa bao giờ yêu em, chưa bao giờ coi em là vợ. Được. Hứa Siêu Nhất này xin thề với ông trời, nếu tôi có từng yêu chức nữ thì sẽ bị ông trời đánh chết không nhắm mắt. Có phải không? Đâu có thể thầy thuốc tầm bậy. Bây giờ thì tình trời đã gầm kìa. Anh không có nói láo mà. Trời có gầm anh cũng không sợ. Có cần làm thiệt không đi? Ông trời à, xin hiểu cho tôi có điều khổ tâm đó mà. Kiếm gốc cây lớn để tránh mưa đã. Ây da, thiệt là ngu. Cây lớn dễ bị trời đánh lắm. Tôi biết, tôi thầy gian dối. Tôi biết là này khó mà phá tài kiếp. Muốn đánh thì đánh đi, đánh chết tôi càng tốt, không cần liên lụy tới chức nữ, để cho cổ được bình an. Đánh đi, đánh đi.
giận em vì sợ sẽ liên lụy em. Em cũng biết là giả rồi. Tương Công, anh đối với em thiệt tốt, anh không cần phải sợ. Ông trời, nếu muốn đánh thì cứ đánh tôi đi. Em điên rồi hay sao? Mau đi về. Anh có thể thay giả gì em, em cũng có thể đỡ xét cho anh. Anh vì sợ liên lụy tới em. Nếu như em có chuyện, anh sợ là anh chịu không nổi, em có biết hay không? Bây giờ mới biết, thì ra anh yêu em nhiều tới như vậy. Dù cho em có chết, em cũng sẽ được vui lắm. Em nói gì đi, là bởi vì anh sợ em chết. Mau đi về đi. Trời đánh xong hết chưa? Tuy tướng công của ta đã thề dối, nhưng có những muốn bảo vệ ta thôi. Một người tốt như vậy, sao đối diện quá tàn nhẫn. Nếu như ông trời muốn đánh, thì cứ đánh ta đi. Tướng công hay coi, trời không đánh sáng nữa rồi. Mình đã làm cho ông cảm động, chứng minh vợ chồng chúng ta phải ở gần với nhau. Đừng có đi theo anh nữa. Sao anh cứ đuổi em hoài? Rõ ràng là anh yêu em, sao con cho em đi chung chứ? Coi như tình vợ chồng của mình quá mong manh, duyên phận tới đây chấm dứt. Chỉ biết bắt đầu từ hôm nay, mình không còn là vợ chồng, đã không còn quan hệ gì nữa. Anh có thể cùng sinh tử với huynh đệ của anh, tại sao không thể với em chứ? Không lẽ tình nghĩa huynh đệ còn nặng hơn là tình nghĩa phu thê? Đúng. Chỉ biết là chúng ta không còn quan hệ, không cần phải đi theo anh nữa. Thưa tướng, nếu chúng ta có chuyện gì? Nguyên tướng quân, ngài cũng biết là chức nữ thường xuất hiện ở thần Châm Sơn Trang. Phải. Ngài cũng biết là thiên y cư sĩ đã từng xuất hiện ở thần Châm Sơn Trang. Phải. Nếu bây giờ đã biết được tin tức như vậy, tại sao vẫn chưa hành động? Tuy họ là đồng lõa của gia cát Chánh Ngã, nhưng họ không phải là nhân vật mục tiêu của ta. Bắt họ không có ý nghĩa gì. Ta không muốn bất may động rừng. Hơn nữa chính ngài, ngài cũng biết nói mà thừa tướng. Truy nã gia cát Chánh Ngã là nhiệm vụ hoàng thượng ủy thác cho ta. Muốn làm cách nào thì ta tự mình quyết định. Nguyên tướng quân, tại sao ngài chưa chịu ra tay để bắt gia cát Chánh Ngã? Có phải là chính ngài không tự tin sẽ thắng được hắn? Dư thừa. Lần trước tranh đoạt chức đại tướng quân, ta đã chứng minh là ta thắng được hắn mà. Lúc đó gia cát Chánh Ngã đã bị tổn thương chân khí, và cộng thêm hắn không có lòng tranh đoạt chức đại tướng quân với ngài, cho nên ngài mới thắng được hắn. Thế nhưng bổn tướng thấy được, võ công của ngài với hắn cũng ngang hàng với nhau. Ta nghĩ chắc là ngài đã sợ võ công của hắn. Không phải. Ta chưa bao giờ sợ gia cát Chánh Ngã. Nguyên tướng quân, ta cảm thấy tiếc giùm cho ngài. Bất cứ chuyện gì ngài cũng có cơ hội nhiều hơn gia cát Chánh Ngã. Cũng như ngài muốn luyện Sơn Tự Kinh, ngài đã lợi dụng quan hệ với lệnh phu nhân lấy được Sơn Tự Kinh. Nếu như ngài muốn thắng hắn, thì nhất định luyện thông thuộc nội công tâm pháp của Sơn Tự Kinh, phối hợp với thương tâm tiểu tiễn của ngài, mới có cơ hội thắng được hắn. Cứ yên tâm, ta nhất định sẽ lấy đủ Sơn Tự Kinh trở về. Tới lúc đó cũng là ngày chết của gia cát Chánh Ngã. Anh muốn đi kiếm Sơn Tự Kinh? Phải. Lần trước em đã đi lấy Sơn Tự Kinh, nên lần này anh muốn em dẫn đường. Sau khi không lại đi lấy? Em biết là anh muốn thắng hắn mà. Bất luận ra sao anh cũng bắt hắn trở về. Nhưng anh biết hắn đã từng luyện Sơn Tự Kinh, bây giờ anh với hắn ai võ công cao hơn cũng khó nói. Anh không thể mạo hiểm. Anh phải lấy được Sơn Tự Kinh và luyện luôn phần sau thì mới có bản lãnh để thắng được hắn. Em không muốn dẫn anh đi hả? Em sợ anh sẽ thắng được gia cát Chánh Ngã cho nên không muốn dẫn anh đi. Không phải. Anh là tướng công của em, bây giờ anh kêu em giúp anh mà em còn suy nghĩ. Em không muốn anh thắng có phải không? Đương nhiên là không phải. Em dẫn anh đi. Ê. Chuyện gì? Không có gì. Có lẽ hắn đã bỏ đi. Chỗ này đúng là động tâm biệt. Em không nói láo chứ?
Mình vào trong nghỉ ngơi một lát. Một lát được kiếm tiếp. Tiểu Kiến, em ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Anh ra ngoài tìm kiếm nước uống. Có chuyện gì? Không có gì. Không có gì sao lại khẩn trương? Em giấu cái gì? Không có. Không có? Đưa đây coi. Chị không có. Miếng khăn che mặt này của ai? Là của Gia Cát Chánh Ngọ. Em không muốn giấu anh. Em lại không muốn nói láo. Chuyện này mới cất nó đi. Cũng là Gia Cát Chánh Ngọ. Một miếng khăn che mặt mẹ cũng giấu anh. Vậy là em đã từng gặp mặt hắn ở đây. Em nói đi. Lần trước em tới lấy sợi tự kinh có phải lấy cho hắn hay không? Phải không? Không phải. Miếng khăn này bị bỏ lại lúc anh cứu em thoát khỏi Tâm Viên Đạo Nhân. Nghĩa là em từng hẹn hò với hắn ở đây có đúng không? Anh mặc kệ em lần trước hay lần này. Chỉ biết là em từng giấu anh để gặp mặt hắn. Tại sao em lại giấu anh? Và cá chết ngỡ. Tại sao có đều đuổi theo chúng tôi không ngừng? Và cá chết ngỡ. Ta nhất định sẽ chém người ra từng khúc.看惊世一枪，似雷霆疾放，可知道成就背景多沧桑。心中难明白真相，回头再。